Đạo tràng Trúc Tâm có xin cúng dường sớt bát thầy cô 120 chiếc bánh giò. Số lượng phát tâm đã cúng đủ. Khi cúng dường xong còn ít những chiếc xấu méo, chúng con bỏ lại và cho các đạo hữu ăn vào buổi trưa hôm đó. Hôm sau con có bạch nên ban điều hành hỏi cô có chỉ dạy Phật tử sám hối và cúng dường ạ? Vậy cô cho con hỏi là đạo tràng con phải sám hối chư tăng không ạ? Hãy kính thưa quý đạo hữu, hôm nay Yến cũng sách tấn quý đạo hữu một số về vấn đề việc sớt bát cúng dường vào ngày 8 âm lịch. Hàng tháng là ngày tu bát quan trai. Thì ngày tu bát quan trai giới thì Phật tử chúng ta mua đồ vật thực về cúng dường cho chư tăng, sớt bát cho chư tăng. Thì chúng ta mua ấy, thì chúng ta đôi khi thấy cái nào nó xấu quá, nó méo mó quá, nó bẹp quá, thì chúng ta bỏ lại. Thì bỏ lại thì không ăn thì tiếc, phí ai nhỡ vứt đi, thế thì thôi ăn thôi. Đấy là suy nghĩ rất là bình thường, bình thường của những người vô minh như chúng ta, phải không? Nhưng chúng ta xét kỹ nhé. Tâm chúng ta khởi là mua cúng dường trên đồ vật thực đó đã thuộc về chư tăng. Đấy, khởi tâm mua cúng dường. Và chúng ta gom góp tịnh tài là mua cúng dường trên vật thực đó là thuộc về chư tăng. Thế thì chúng ta phải cúng dường hết. Cúng dường hết thì sau rồi chư tăng sẽ xả ra. Thưa quý đạo hữu rõ chưa? Chỉ trừ trường hợp là chúng ta thấy vật thực đó đã thiêu, không ăn được nữa, thì chúng ta cũng phải bạch là cái vật thực chúng con mua cúng dường chư tăng đã bị thiêu rồi, không dùng được nữa, thì chúng con xin là chúng con bỏ đi. Thì cái đấy phải bỏ đi, chứ không phải bỏ vào miệng mình ăn. Thưa quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Đấy, phải bỏ đi. Thế các cái vật thực đó thì sau rồi chư tăng cũng xả cho Phật tử thôi. Nhưng do mình có khởi tâm cúng dường rồi, cho nên là cái vật thực đó thuộc về chư tăng, và chư tăng là người xả chứ không phải chúng ta là người xả. Thế và nữa, lại Phật tử lại còn chia nhau ăn thì có số người ăn, số người không. Phải không? Đấy, thế cho nên nếu như mà Phật tử chúng ta muốn ăn thì chúng ta bảo con mua cúng dường cho chư tăng thừa thì chúng con ăn. Phải khởi ngay từ đầu như thế thì nó không sao. Nhưng như thế thì tâm cúng dường của mình không được thanh tịnh. Phải không quý đạo hữu? Nó không được thanh tịnh. Nhá, cho nên cái việc mình đã khởi tâm cúng dường cho chư tăng mà mình thọ thực lại thì chúng ta phải về bạch sám hối với chư tăng. Vì chúng con không biết cái việc này, trên đạo tràng trưởng cần phải đăng ký để cho những ai đã phạm vào thì về sám hối nhá, sám hối chư tăng. Không để cái nghiệp ấy của mình nó phát tác đến cho mình trong đời sau, kiếp sau. Cái việc cúng dường là mình được phước, nhưng mà cái tội trộm đồ ăn của chư tăng nó lại bị quả báo. Cho nên có thể cái phước đấy được sinh lên cõi trời, nhưng xong cõi trời thì lại rơi xuống địa ngục. Nó không tốt. Chúng ta lên cõi trời xong lại tu ở cõi trời tốt hơn. Cho nên là nhất quyết phải thực hành tinh nghiêm giới, không trộm cắp nhé. Cái đấy là trộm cắp đấy, trộm cắp vật thực của chư tăng. Hay chúng ta phải tinh nghiêm nhé. Trên sớt bát thừa cho chư tăng thì đồ ăn nên làm thế nào? Là chúng ta lại mang về cúng dường. Không, chúng ta cúng dường vào chùa, vào cái chỗ nhà ăn đấy, là phần chỗ chư tăng ấy, chúng ta để riêng ra nhé. Thế thì chúng ta mang vào đó để ban hành đường, để riêng ra một nơi nhé. Câu thứ hai, khi trong đạo tràng có gia đình muốn thỉnh đạo tràng đến chợ duyên, thì gia đình bạch nên nhóm chuyển nên ban cán sự nhận được, thông báo ban cán sự cắt cử chủ sám. Như vậy có phải thông qua đạo tràng trưởng, trưởng ban thông tin không ạ? Hay ban chi sự có quyền cắt cử chủ sám luôn ạ? Kính thưa quý đạo hữu, ban chi sự đâu có phải là người cắt cử chủ sám đâu, phải không? Không phải ban chi sự cắt cử chủ sám. Ban chi sự chỉ giúp đại chúng chúng ta trong các việc khác thôi. Còn ban nghi lễ mới là người cắt cử. Ban nghi lễ mới là người cắt cử chủ sám. Nhưng ban nghi lễ vẫn phải thông qua cùng với đạo tràng trưởng.
Chỉ trừ bao giờ đạo tràng trưởng bảo là trưởng ban nghi lễ tự cắt người đi, chứ nếu không thì ban nghi lễ vẫn phải trao đổi với đạo tràng trưởng. Như các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Ban chi sự cũng phải thông qua đạo tràng trưởng, tức là ban nào cũng phải thông qua đạo tràng trưởng, chứ không phải là ban nào tự quyết định quyền của ban đó. Thế đạo tràng trưởng thì làm gì? Trên đạo tràng trưởng là thông qua hết tất cả các ban. Như các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Trừ bao giờ đạo tràng trưởng bảo thôi, cái việc này ban chi sự tự lo đi, đạo tràng trưởng có công việc thì ban chi sự phải bàn với nhau, hoặc là ban chi sự phải bàn với các ban liên quan nhé. Ví dụ nhận một cái việc đám ma thì ban chi sự đầu tiên là sẽ được nhận việc. Nhận việc là ban chi sự nhận việc. Thì trong một cái việc đám ma này nó có rất là nhiều nhiều ban phải liên quan tới nhau. Ban nghi lễ, ban ẩm thực, phải không? Ban thị giả. Thì ban chi sự cùng với đạo tràng trưởng là phải bàn bạc để mà điều phối cái việc này. Cái gì việc của ban nghi lễ thì ban nghi lễ no xong báo lên ban chi sự. Ban chi sự bao giờ cũng có mặt đạo tràng trưởng mà. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Thế rồi thì phân công cho ban ẩm thực, phân công cho ban thị giả. Đấy là ban chi sự phải cùng với đạo tràng trưởng phải phân công làm việc nhé. Đấy. Thì ban chi sự cũng rất là quan trọng trong đạo tràng. Thì khi đó trưởng ban chi sự cùng với đạo tràng trưởng có thể phân bố công việc là ban chi sự sẽ lo một, sẽ quan sát 1, 2, 3 việc này. Còn đạo tràng trưởng sẽ quan sát 1, 2, 3 việc này. Đấy, đạo tràng trưởng. Nhưng rồi ban chi sự vẫn phải báo cáo với đạo tràng trưởng, chứ không phải đạo tràng trưởng báo cáo với chi sự. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nhưng đạo tràng trưởng vẫn phải, khi cái công việc như thế nào vẫn phải bàn một bàn hết tất cả các việc với ban chi sự. Các quý đại hữu rõ không? Nhá. Cho nên là đạo tràng trưởng vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong đạo tràng. Tất cả các việc là đạo tràng trưởng là chịu trách nhiệm chính. Thế còn lại các ban thì phải lo nhiệm vụ của mình. Nhớ này, ban chi sự thì cắt công việc xuống ban thông tin. Nhá. Ban chi sự thì cắt việc xuống ban thông tin là hôm nay có việc này. Tâm chiếu hoàn quán lấy ví dụ ạ. Ban chi sự sau khi báo xuống ban nghi lễ, thì ban nghi lễ, tức là ban chi sự phải sách tấn. Ví dụ có việc này nhưng ban nghi lễ lại chưa có ai vào nhóm, thế thì ban chi sự hoặc đạo tràng trưởng phải sách tấn ban nghi lễ. Thế ban nghi lễ thì mới phân người. Phân người xong rồi thì ban chi sự lại biết là à hôm nay ai làm chủ sám rồi. Ban chi sự lại phân ban thông tin, là ban thông tin, trưởng ban thông tin phải phân người đi đến cái đám này. Có quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Đấy, liên lạc với người này đi đến cái đám này để làm việc này. Đấy là ban chi sự hoặc cộng với đạo tràng trưởng là phải lo cái việc này nhé. Nên chúng ta có cái nhóm Zalo thì chúng ta có thể hoạt động một cách liên tục. Ví dụ như này, ví dụ đạo tràng của Đức chẳng hạn, thì ban chi sự là tên là Hà chẳng hạn, thế thì Hà phải thông báo là anh Đức cùng với đại chúng là có việc đám ma, đúng không? Thế còn cái người dưới kia thì báo lên trên là có đám ma rồi nhé. Trưởng nhóm báo lên có đám ma thì đám ma đã báo lên ban cán sự đấy. Ban cán sự là có việc đám ma. Thì lúc bấy giờ ban chi sự sẽ nói là, ví dụ anh Đức là trưởng câu lạc bộ, là ban chi sự đã có mặt và xin nhận nhiệm vụ. Đấy, đấy là ban chi sự như thế. Thì Đức phải có nói là ban chi sự phân công công việc đi. Thì lúc bấy giờ ban chi sự sẽ phân công công việc. Các quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Đấy, còn nếu như ban chi sự mà đi vắng thì đạo tràng trưởng phải phân công. Đấy, phải phân công cho các ban của mình. Thế còn nếu không thì ban chi sự sẽ được quyền phân công, nhưng phải thông qua đạo tràng trưởng. Tất cả các việc, ví dụ báo là ban, ví dụ như là ban chi sự phân công thế này, phân công thế kia, nhưng đạo tràng trưởng sẽ điều chỉnh lại. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Đấy, đạo tràng trưởng thì có quyền điều chỉnh lại hết tất cả các ban. Thế nhưng nếu các ban mà thấy đạo tràng trưởng điều chỉnh chưa hợp lý thì các ban phản hồi lại, chứ không phải đạo tràng trưởng thích làm cái gì sai là được, không được. Thế các quý đại hữu rõ chỗ này chưa ạ? Đấy. Đạo tràng phó thì bao giờ cũng giữ thêm một cái trách nhiệm nữa, chứ không phải là không. Đạo tràng phó cũng ở trong ban thì cũng có ý kiến mà, ý kiến họp bàn nhé. Tức là đạo tràng phó thì có ý kiến họp bàn, nhưng cái người chốt ý kiến phải là đạo tràng trưởng. Các quý đại hữu rõ trên này chưa ạ? Chốt ý kiến là phải là đạo tràng trưởng, chứ không phải chốt ý kiến là đạo tràng phó. Nếu đạo tràng trưởng đi vắng thì đạo tràng phó phải chốt ý kiến trong các việc nhé. Đấy. Thường thường ấy thì
mình cũng phân công, ví dụ như đạo tràng phó chẳng hạn, cũng kiêm luôn cả cái ban chi sự cũng được. Nếu đạo tràng của chúng ta nó ít người thì chúng ta có thể kiêm đạo tràng phó thành ban chi sự, trưởng ban chi sự vẫn được nha các quý đạo hữu nhé. Thì để sau này mình có tách cái anh đạo tràng phó ra thành một trưởng đạo tràng thì người ta sẽ dễ nắm bắt công việc hơn. Cho nên chúng ta thường là hay là lấy cái anh đạo tràng phó làm trưởng ban chi sự, thường thường nó là như thế nhá. Hay cho kiêm, hay kiêm cái anh đạo tràng phó thành trưởng ban chi sự. Thế còn không để cho đạo tràng trưởng kiêm trưởng ban chi sự, vì nếu như đạo tràng trưởng có công việc thì nhà hoặc là việc cái gì đột xuất thì đạo tràng sẽ bị đóng băng mất. Thế nên chỉ có thể đạo tràng phó kiêm thôi. Còn nếu đạo tràng phó không kiêm thì chúng ta sẽ có ban chi sự riêng nhá. Nhưng đạo tràng phó cũng phải kiêm một trưởng nhóm nào đó, chứ không phải là đạo tràng phó chỉ làm mỗi đạo tràng phó không thôi nhé các quý đạo hữu nhé. Chúng ta nhớ nhặt nhân sự này, đạo tràng phó phải kiêm thêm một chức danh nào đó, hoặc là nhóm trưởng, hoặc là chúng ta nhặt nhóm trưởng lên đạo tràng phó nhé, hoặc là nhóm trưởng, hoặc là kiêm trưởng ban chi sự đều được nhá. Thứ ba, các gia đình cúng cơm hàng ngày có 3 bát cơm và 3 cốc nước, như vậy có cần phải để 2 đôi đũa lên 3 bát cơm đó không ạ? Không cần nhé các quý đạo hữu nhé, cái đấy không cần. Chúng ta để đũa là chỉ khi chúng ta cúng một mâm cơm thôi. Còn 3 bát cơm này thì chúng ta xới 3 cái bát cơm là 3 bát chè nhỏ nhỏ đấy. Mấy bát nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta có thể xới đầy hoặc chúng ta có thể xới miệng nhé.